108.000 đồng. Mấy triệu đó mà hôm hôm chị đi chị 15 triệu mà chị đóng à 2 triệu rồi chị rút tiền lẻ tôi thấy chị thử thẳng mười mấy triệu mà không biết mười mấy triệu có mười hai mười ba triệu cho lại. Tiền đó làm sao, tiền đó trong ví là tiền như nào? Tiền chị gói lại cuộc cộng với thùng màu ở dưới khu vắng thùng màu gì hả? Với thùng màu gì? Với thùng màu sáng hồi nãy tiền nó đưa chị cũng quên ý hả? Với thùng với thùng mà không phải với thùng mà cứ lôi giả nha, với thùng kiểu mà loại cục tóc đó mà đúng cục tóc đúng không? Đúng giờ đúng cục tóc không? Biết liền. Ý là nhớ trong cái cọc tiền đó là có cọc tiền không có quán giấy cho mà chị mới nhét có tờ cái tờ tiền những tờ tiền như thế nào chủ yếu giá tiền như thế nào? Tiền à, tiền giấy 500 không à, giấy 500 nhiều. Rồi gì nữa? Rồi tờ giấy 100, 200 nữa. Rồi nhiều mới đủ. Nói đúng cái tiền em mới giao gì nữa, 13 triệu. Có khoảng 12 triệu ăn lên đó. Chị tiền chị rút mua rút tùm lắm hết trơn á, chị nó giống mà chị không góp là chị cũng có lẻ liền đó, tại vì cái tiền lẻ này nè, tiền lẻ mua nè, mua rồi cái đầu tiên 300.000 thiếu chị mới rút, chị móc trong đây 500 đã đầu lại 200 rồi cái chị mới nhét vô chở lại trong túi chị mới mua cái trái cây chị cúng mẹ rồi góp á. Thấy chị nhà đó kiếm, tôi đi ngang rồi thuốc, tôi nghe thông báo. Chị nhớ là chị nói chính xác đi, chứ nhiều lúc là tiền chị ít hơn á. Cỡ chừng 12 triệu mấy trở lại. Tại vì hôm hôm chị đi là 14 triệu. 15 triệu chị bỏ 2 triệu, 14 triệu, mà chị còn 2 triệu rồi. Chị nói 13 giờ, chị nói 12, chị nói. Trời ơi, chị mà không có gấp, chị đó, chị không có nói tụi mày đâu. Này sáng sinh năm căng tin đó chị quấn gọn luôn mà không có quấn cái giấy gì hết trơn, chị quấn tiền rồi nhét vô cống ngực làm bãi thì chị bây giờ lâu lắm rồi dạ rồi tay kêu cái tay kêu lại lại em ăn cùng hội gặp rồi má ơi mà em trai nó gặp nó cho con lại kìa, con mừng quá trời luôn rồi mẹ ơi dạ gặp bài mẹ ơi giấy 500 với 200 con ạ chứ không có giấy gì chứ. Chị cảm ơn em nhiều nha. Sao mà lúc kia phải đi kiếm rồi tôi tới đây rồi tôi tới đầu luôn. Rồi khóc luôn. Cảm ơn em nhiều. Em đi mừng. Nè em bảo vệ trong này mà. Đâu có. Có em bệnh là ở dưới chuyển tao không có tiền. Mà có được em 300 triệu mà nó sẽ bắt cái chân. Chị là em. Chị là em. Trời bà không có tôi là bà không biết luôn nhá. Bây giờ tôi nghe ngoài thuốc. Giờ là thiệt tốt quá à.